trời ơi, công nhận cái vía mày nặng thiệt á Hải. Nãy giờ nhờ mày coi quán mà không có ai ra vô uống nước gì trơn hết trời ơi trời ạ. Nè, mà sao cô thấy dạo này á, hai chồng con á, bữa đi làm bữa không vậy? Rồi bữa đực bữa cái vậy, rồi tiền đâu để mà trả tiền nhà cho cô? Trời ơi, tụi bay thiếu tiền nhà tao hoài, tao buồn quá à, thiệt luôn á. Con nghe tôi nói gì không? Dạ. Hả? Làm gì mà đọc chăm chú dữ vậy? Con... đừng có nói với cô là đọc chuyện ngôn tình nha. Bộ con muốn làm soái ca hả? Trời ơi, đọc cái chuyện nó làm cái gì? Con đang đọc sách đây nè. Sách gì? Sách này có thể giúp mình thay đổi vận mệnh. Ồ, vậy là con đang nghiên cứu sách dạy làm giàu phải không? Sách dạy làm giàu? Sách... không, sách gì? Sách đó là cô khuyến khích đó. Sách đó là gì lừa con nít tao? Cái sách này là sách tướng số cải mệnh. Có nghĩa là sách này nó sẽ dạy mình có thể thay đổi một cái gì đó trên khuôn mặt mình, có thể thay đổi cả vận mệnh của mình, có thể làm cho mình trở thành tỷ phú. Vậy luôn á hả? Không còn ở thuê nữa, không còn nghèo khó nữa. Thôi, trời, sách siêu phàm vậy đó hả? Nói thiệt với cô đừng có nói với ai nha. Rồi. Cái sách này nó chỉ con à, là bây giờ con chỉ cần chữa cái mũi cái nó keo lên thôi. Con chữa cái mũi lên là con sẽ thay đổi cả vận mệnh của con. Ôi. Con sẽ không còn đi sửa điện, sửa nước nữa. Vậy con hả? Sẽ lên một cái tầm keo má. Vậy? Dạ. Con đi sửa gì? Con sẽ giàu có. Và con sẽ vươn sang quốc tế. Con sẽ đi nước ngoài, con đi du lịch. Con gia nhập WTO. Đủ thứ luôn là cái dưỡng. Tức là con có tiền nữa đó. Con có nhiều tiền. Con nói thiệt với con á, giờ con không biết á, là mày sửa mũi xong rồi mày có tiền hay không. Dạ. Yeah. Nhưng mà bây giờ á, tiền đâu để mày đi sửa mũi? Cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Tính hết rào. Tính sao? Con tính hết rào. Con tính mượn tiền cô nè. Và con nghĩ là chắc chắn là cô sẽ cho con mượn. Bởi vì cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Và cái chuyện đúng. Cô giúp người thì người ta sẽ giúp lại cô. Sau này con sửa mũi rào, con giàu có rào. Không những con trẻ tiền nhà cho cô nguyên một năm, con trẻ tiền nợ cô cho con đi mượn để con sửa mũi, con còn hậu tệ thêm cho cô vài tỷ nữa. Cho bây giờ tao nói nè, thứ nhất, dẹp cái mộng mà để mà cô cho mượn tiền đi sửa tướng, sửa tá, rồi sửa mũi, sửa mắt đi. Thứ hai, lấy đồ nghề đi qua bên bà Bảy với ông Tám làm liền, đem cái tiền lẻ đó về đây trả tiền nhà cho tôi. Con muốn sửa mũi mà sao ai cũng ngăn cản con, ai cũng ngăn cản cái vận mệnh của con, không cho con thăng tiến trong cuộc đời này. Buồn ngược đời quá. Tội nghiệp, cái thằng này giờ nó u mê quá rồi. Sao mà nó nghe lời ai mà mê tín dữ vậy không biết nữa. Có cách nào mà giúp nó mới được? Đây, bà vô đây. Đó, đây là tổ ấm của tôi đó. Giờ nha, bà cứ bình tĩnh nha. Bà gặp soái ca của tôi một cái bà hết hồn. Thiệt bà... không? Thiệt, bà đừng có phải lòng soái ca của tôi nha. Rồi. Bây giờ bà vô đi rồi tôi xuống tôi lấy nước cho bà uống nha. Ừ. Kêu nước bà uống nha. Ok. Bình tĩnh nha. Biết rồi. Dạ, em chào anh. Dạ chào chế. Trời ơi chế ơi. Trời ơi cái màu sao mua đẹp quá chế ơi, cho em mượn coi. Trời ơi cái màu này là màu mới nhất nè. Trời ơi hộp với chế ghê vậy đó. Chế đẹp quá chế ơi. Đẹp không? Đẹp. Sao chế không tô hết môi? Tôi để cái gì thâm quá thâm rồi nè. Cái màu son màu như vậy là cái trong sách tướng số người ta nấu lì á, mình chỉ bao ở phía bên trong thôi. Là có nghĩa là bên trong như vậy thì gia đình nó sẽ đầm ấm. Còn có viền ngoài đây là cái viền bảo vệ gia đình mình. Đừng có cho kẻ khác xâm lấn vào. Trời ơi, công hiểu đó. Công nhận nha, cái mặt chứ tối thui à. Cái quánh mùa son sáng trưng, cái mặt chứ sáng theo vậy đó. Sáng liền nha. Nè, vậy thôi. Còn cái mụn rồi thấy không? Thấy. Cái mụn rồi là cái này là cái mụn rồi phé tướng. Đúng rồi, phá quá phá rồi, giờ phải đi như là đi đốt lại dây cho mất một người đi. Bà điên á, cái mụn rồi này là tôi cố tình tôi vẽ vô á. Vẽ vô để phé cái tướng của tôi á. Con nghĩ là tướng của tôi bây giờ nó đang bị bần hàng quá. Nó hèn quá. Cho nên này đỡ cái mụn rồi vô, nhìn nó sen liền. Vẽ cái mụn rồi vô là nhìn thấy tôi sen chảnh liền, thấy không? Đâu phải đơn giản đâu.
À dạ. Quá đẹp. Không muốn rồi giờ có cái màu son môi nữa, hòa quyện vô thành một cái vẻ đẹp trai sói ca. Gù chế hơi lạ. Nè, uống nước đi nè. Cảm ơn. Ủa, mày kêu tao vô rồi còn anh Hải chồng mày đâu? Anh Hải chồng tao kìa. Cái gì? Gì? Đẹp hết hồn. Cái chế này là chồng mày á hả? Chồng tao mà chế gì ở đây trời. Oh my god, oh my god. Gì vậy? Hả, gì vậy? Sao tự nhiên lại thẳng thốt vậy, đẹp trai quá phải không? Biết mà, ai mà gặp chồng tao rồi cũng kết hết á. Bị gọi là bị ngất ngây con gà tây luôn á. Ê, đừng có phải lòng chồng tao dành chồng của tao nha. Không, qua đây. Gì vậy? Nói nghe nè, lúc đầu á là tao thấy là mày không giới thiệu chồng mày là tao biết chắc là có vấn đề gì bên trong đó. Đúng rồi, chồng người ta đẹp trai hay mồ à, đâu có giới thiệu lung tung được. Mất công bạn mình nó cua chồng mình rồi sao? Thì đúng rồi, nhưng bây giờ tao sượt một ý nghĩ qua đầu tao á, thì tao thấy vậy nè, thì mày cũng thuộc cái dạng mà nó cũng có vấn đề. Thì cái chồng tao cũng đẹp có... quá vậy. Thì chồng mày cũng đẹp, nói chung hai đứa cũng đẹp bằng nhau. Bởi ê, nói nghe nè, nhưng bây giờ bạn bè có thể chia sẻ thật lòng không? Thật lòng đi. Thật lòng ha. Mình chơi nhau phải chơi bằng sự thật chứ. Đúng rồi. Vậy ví dụ mà tối mà hai đứa ngủ chung á. Rồi cái chồng mày á có dành nằm ngủ với mày không? Gì vậy bà? Gì tự nhiên dành nằm ngủ? Không, hỏi thiệt, thắc mắc hỏi thiệt. Bà dùng từ sai rồi bà ơi. Cái nằm ngủ tôi mặc anh kéo ra chứ sao dành. Đúng thì kéo ra là mặc vô đúng không? Bà điên à? Tự nhiên kéo ra mặc vô. Bà điên à? Mấy cái người mà tô son má phấn á là vậy đó. Hay giờ nằm ngủ lắm. Con này nói chuyện không hiểu nói gì luôn á. Thôi bà tẹt ra đi. Bà nói gì vậy? Chồng mày ý là gì bà? Tự nhiên lối chuyện như ngủ nghe của người ta rồi ý ảnh độc độ hả? Thôi giờ mệt, thôi giờ mệt tẹt ra, chồng mày bê đê đúng không? Oh my god. Nữ tập trung nha, cho thầy coi nha. Ủa thầy? Sao con nghĩ sao thầy không có coi tay, coi tướng hay là coi chỉ tay vậy? Thầy cứ mò cái gì thầy? Mò bát quái. Trời ơi, coi chỉ tay với coi tướng, coi chỉ chân bình thường. Mò bát quái mà nói được mới là dễ sợ. Ủa thầy mò thì thấy cái gì mà thầy nói được vậy thầy? Mò chừng nào ký ức nó dạt về là thầy nói ra. Dạ. Phải nhớ lại từ từ chứ. Dạ. Đây, có rồi. Số của nữ á là số dượng phu ích tử. Có nghĩa là... Là sao thầy? Nhiều chồng mà ít con. Có thằng chồng chết rồi. Chết trẻ, chết trên giường á. Đúng không? Dạ không, không phải chết trên giường. Cũng chết rồi đó, đúng rồi, chết thì nằm trên... Chết trên giường, cãi thầy không à. Chết rồi không lại đặt nó như đất. Có đặt nó trên giường không? Đúng. Đặt trên giường đúng không? Dạ. Đắp nó rồi lại đúng không? Dạ. Có để nải chuối trên bụng á. Dạ, đúng rồi. Mà lúc đó là đi ra chợ không có chuối, mua nải chuối già về để lên. Đúng không? Trời đúng không? Chính xác không? Dạ, chính xác luôn. Rồi hết rồi đó, ký ức nó hết rồi. Rồi, dạ. Thấy sao? Dạ, đúng không? Quá thầy. Đúng quá thầy ơi. Gì vậy? Thầy dạ, có hai đứa em á, hai đứa cháu á thầy. Nghe cái hơi, dạ. Cái mùi dạ. Nó không có được thơm. Dạ. Là mùi của anh á. Đúng rồi. Em phải cho anh mở tắm xong rồi. Thôi đừng ồn ào quá. Bây giờ vậy đi thầy coi cho tụi nó trước nghe thầy. Thôi đứa nào rồi. Đây coi con Dung Dung đi. Con trước đi. Mày á, bây giờ mày hỏi thầy liền đi là mày mấy đời chồng. Dạ. Rồi chồng của mày có chết sớm không? Đúng rồi. Hiểu không? Em hỏi anh có chết không? Thôi đi. Đến coi cho, bị bẹo nói chuyện mày bẹo xíu đi. Anh là trụ cột của gia đình, thì coi cho anh trước. Không, đây nè con, mày ngồi đây đi. Dạ. Thầy coi cho con vợ trước đi. Mày nhớ hỏi ổng, mày nhớ hỏi ổng là mày mấy đời chồng. Dạ. Mày chỉ cần hỏi vậy thôi là hiểu rồi. Dạ đúng rồi. Thôi đi. Chồng chừng nào chết chồng này nè. Mày bẹo, nói dạ. Có chuyện mày bẹo. Thầy coi cho con đi. Ê trời ơi. Cái chiều rồi thầy. Thầy đuôi mà thầy cũng nhìn thấy à. Mò bá quái nhìn thấy liền á. Thấy gì thầy? Nam này xấu dữ tợn lắm à. Trời ơi. Xấu nhất thế gian mà xấu nhì thế giới đó. Xấu gian danh bốn bể, xấu rạng rỡ non sông. Trời ơi, xấu banh chợ banh làng, xấu tan nhà nát cửa.
Xấu mà xúc phạm người nhìn luôn mà xấu dữ dội lắm. Ông chồng của nữ là xấu lắm à. Mong ước của con là muốn đi sửa mũi đúng không? Dạ đúng rồi. Con mê lắm, mê sửa mũi lắm đúng không? Con tính đi sửa thầy. Mà cái bà mập kia là bà không có cho đúng không? Cản nói đó thầy quá đúng luôn. Ủa trời giỏi quá thầy ơi. Nói chung là con thấy cái vận mệnh của con nó bị xuống quá. Bây giờ con muốn thay đổi cái vận mệnh của con là con tính đi sửa mũi đó thầy coi xem. Coi xem ha. Dạ. Để thầy mò bắt quá biết trời rồi thầy qua. Mày sửa mũi đi. Phải sửa tới lần thứ ba mới được. Lấy cái sườn á gắn lên giống cái thằng gì á, nó gắn vô một cái là lên luôn con, lên luôn phất lên được năm đầu, năm năm sau mày lụng bại qua trời, mày không có chỗ dung thân hả, mày chết bờ chết bụi. Ê, người ta lập miếu dọc đường thờ mày. Thôi 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 ơi, chị treo tự nhiên sửa mũi mày thôi, đừng sửa thôi. Đừng sửa. Bây giờ vậy con cắt mắt được không thầy? Cắt mắt nha thầy. Ủa mày còn cái mộng ước đó nữa hả? Cắt mắt luôn cắt thầy. Cắt mắt hả? Rồi cắt đi con. Cắt đi. Mày sẽ phất nửa năm đầu, ba năm sau mày lụng bại. Ba trời. Sao nó giống sữa, sao giống sữa mũi vậy? Không. Tại vì cái số của con á, hồi xưa con ở trên trời con là tiên nữ. Là tiên nữ hả thầy? Ừ, con rồi. Đẹp lắm đúng không thầy? Đúng rồi. Đó. Rồi một ngày nọ con đi ngang cái vườn đào, con không ăn cắp trái đào, hiểu không? Ủa? Không có ăn cắp trái đào, ăn cắp trái mận của Tây Dương Mẫu. Mà tức, mà đài xuống. Ồ. Mà đài xuống cái con đi lộn nhà. Đáng lẽ con phải vô cái nhà của con gái, phải không? Con đầu thai làm đứa con gái là con sẽ là con gái của nhà tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Wow. Ôi, nhưng mà nó vô lộn nhà. Trời ơi. Con đưa vô cái nhà của cái đầu thai thành thằng con trai lộn. Bây giờ con muốn sửa không? Sửa thầy. Sửa cái này nè. Con đi chuyển giới đi. Đi chuyển giới, con làm con gái luôn. Hiểu không? Yeah. Làm con gái rồi là bảo đảm con sẽ là đứa con gái giàu nhất Việt Nam. Yeah. Đứa con thầy giàu liền không thầy? Giàu liền. Giao liền. Con... Trời ơi, anh chuyển giới là anh thành nữ rồi. Đúng rồi, là bây giờ về là không phải hai vợ chồng nữa mà là tỷ muội. Trời ơi, em đồng ý. Em đồng ý. Chỉ cần mình giàu lên thôi thì mình thành vợ chồng hay tỷ muội nó không thành vấn đề. Cô cũng thấy vậy đó con. Bây giờ mày cứ một lần một đi cho mày biết thế nào gọi là giàu có. Đúng rồi. Rồi tao hứa với mày luôn, tao nhận mày là con gái nuôi luôn. Người ta vẫn yêu phụ nữ, ta vẫn yêu em, anh vẫn yêu em chứ bộ. Giàu hay không là do mình làm ăn chứ không phải là do sửa mũi sửa nành này nọ. Ủa vậy hả? Mệt nghe không có sửa xiết gì hết. Bây giờ thì... khẳng định chưa? Bây giờ còn đòi đi sửa mũi nữa không? Không có sửa nữa. Bây giờ đi sửa điện đi. Ủa không sửa sao cầm cặp viên dít trong tay vậy? Cầm chắc dữ dội nữa mà. Bị liêu. Giờ tôi đi ra nhà bà Tám rồi sửa điện đi. Thôi. Rồi không sửa để vào liền. Điện giới đi. Ôi cái thằng y viện này nó làm hay lắm nè. Mỗi miệng chết mà. Trời ơi con cảm ơn chú hai vậy. Cảm ơn làm phước. Mỗi miệng tôi mệt mỏi ghê. Tiền bà nội. Nó chứ mắc mơ tới tôi. Ê cô Lan. Trời ơi. Trả giùm con đi cho con thiếu. Coi như là cộng chung cho cái tiền ăn nợ con. Đổ qua ông, đổ qua bà, đổ qua. Vậy tôi thiếu luôn đi. Trời ơi. Thánh Tông ơi. Phước cho người ta đi. Làm phước cái gì tôi mướn cái này hết 700-800 ngàn. Trời ơi. Trời ơi nè. Đi vào tính sao. Trời ơi. Ơi bà Lan nấu món kẹo ăn hộng rồi bà nọ. Vừa yêu luôn bên ta.